chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Golden Moon thực hiện với sự đồng hành của hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home. Chương trình được phát sóng vào lúc 20:30 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, mỗi tuần trôi qua rất nhanh, chúng ta rất nhiều công việc bộn bề trong cuộc sống này, mưu sinh tất bật. Nhưng hãy dừng lại một chút, lắng lòng một chút để cùng chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn trong chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Đó là những thông điệp mà chúng tôi luôn luôn lan tỏa trong cuộc sống này. Hãy truyền đến họ những năng lượng tích cực để họ có thể vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Và ba gia đình ngày hôm nay tham gia chương trình rất là khó khăn thưa quý vị. Hy vọng rằng với sự ủng hộ, động viên tinh thần của quý vị, họ sẽ vượt lên những khó khăn đó. Bây giờ trước khi gặp gỡ ba gia đình của Linh xin mời quý vị, chúng ta sẽ gặp gỡ hai người nghệ sĩ quen thuộc, họ là khách mời hỗ trợ chia sẻ với ba gia đình ngày hôm nay, đó chính là diễn viên Huy Khánh và Trương Quỳnh Anh. Chào, chào Huy Khánh. Công việc của Huy Khánh hiện nay đang đóng phim gì vậy? Dạ, em đang đóng phim ở Đồng Tháp. Dạ. Đóng vai một người nông dân. Nông dân. Dạ. Đen đen có râu, tóc dài đó, chứ nó phong trần anh. Bữa nay thì em sẽ được thể hiện người nông dân ở đây. Dạ. Chạy đua với thời gian để làm sao có thể là chiến thắng được chính mình. Rồi còn Trương Quỳnh Anh, những dự án sắp tới là gì? Dạ, ca nhạc, MV hay là phim? Hiện tại thì con cũng mới xong dự án phim của con. Rồi sắp tới thì cũng sẽ cho ra một vài ca khúc mới. Dạ. Một vài ca khúc mới. Dạ. Hy vọng chúng ta sẽ đón chào ca khúc mới với những cái cảm xúc đồng đầy ha. Dạ. Cảm ơn hai nghệ sĩ đến đây. Bây giờ đây là một chương trình mang giá trị nhân văn, giúp cho những hoàn cảnh khó khăn. Vậy thì chúng ta đã chuẩn bị tinh thần hết chưa? Dạ rồi. Rồi chưa? Rồi dạ. Mình dạ có xem chương trình chưa Trương Quỳnh Anh? Dạ có. Mình thấy những hoàn cảnh trong chương trình là như thế nào? Thấy mọi người khó khăn mà mình coi mình cảm thấy rất là xúc động. Dạ. Còn Huy Khánh thấy sao? Em cũng là một cái fan cứng của chương trình và cũng là của anh. Em cũng xem rất là nhiều rồi. Và trong lúc xem thì mình có những cái nghệ sĩ mà rất là cố gắng để giúp bà con có thời gian nhanh nhất, cho nên mình sẽ cố gắng đêm hôm qua ngủ rất sớm để sáng hôm nay có thật nhiều sức lực để chạy thật nhanh, làm thật tốt anh. Đúng rồi, phải cố gắng lên nha. Bởi đây không phải là một phim trường, không phải là những vai diễn, mà đó là một cuộc sống đời thường. Và chúng ta phải nỗ lực đổ những giọt mồ hôi để có thể có được sự thành công, đặc biệt là chinh phục thời gian. Dạ. Rồi, tất cả đã sẵn sàng. Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta hãy cho Huy Khánh và Trương Anh một tràng pháo tay để động viên họ. Trước khi chúng ta đến với cuộc thi, những thử thách của chương trình, thì xin mời Huy Khánh, Trương Quỳnh Anh cùng quý vị khán giả, chúng ta sẽ đến với hoàn cảnh của ba gia đình. Mời quý vị đến với hoàn cảnh gia đình đầu tiên. Con tên là Nhân Trần Khánh Hòa, năm nay con 13 tuổi. Con học lớp 6, con học trường trung học cơ sở Cẩm Đường. Gia đình con có 5 người. Hiện con đang sống với ông bà nội, cô Úc và em gái. Cô Úc con đang học lớp 11, em gái con đang học lớp 5. Công việc hàng ngày thì tôi đi làm mướn, rồi nhổ cỏ, rồi bỏ cây mì, rồi việc gì cũng làm hết á. Tôi có mượn một mảnh đất để trồng trọt hoa màu và cùng kiếm ít tiền để tiêu ạ. Thời điểm về mùa khô thì ruộng cũng khó khăn làm ăn lắm, vì gieo lên là không đủ nước nên nó chảy là coi như là mất trắng. Tôi cứ mong muốn được lành lành như họ, đi làm thuê làm mượn để kiếm thêm tiền. Nhưng giờ chán cảnh thế này thì tôi phải chịu. Ừ, tai nạn xảy ra khoảng tầm 30 năm rồi. Ông đi thuyền rồi nằm lên cái vòng thuyền á, rồi đêm rồi bị rớt xuống, bị nước nó chảy trôi rồi nó quấn cái chân vào trong cái chân vịt á, thì bị cắt một chân luôn. Lúc mà mang chân giả, ông mang mà đau quá, ông phải mở ra, thì có khi ông đau mà ông vật vã, ông ôm chân, ông van, ông khóc. Ba con mất đây khoảng 8 năm do nhồi máu cơ tim. Ước và lúc đó không có mất để bây giờ mẹ không lấy người khác. Con và em con đã có một gia đình trọn vẹn rồi. Bữa đó nhìn nó kiểu là lắm. Nó còn nói là con bế hai đứa con vào đi chơi bạn ngoài tí đi. Con về cuối cùng
Nó bé đi chơi thì tối nó đi. Mai là nghe con nó mất. Đau xót lắm. Mỗi lần mà nhớ đến con thì tôi chịu không nổi. Ba bé mất rồi thì giờ gia đình khó khăn lắm, vì hiện tại giờ nói chung là ở thì nuôi một giặc bà đi làm mướn này, rồi nuôi hai đứa cháu, rồi một đứa con út thì đang còn học nữa, là ba đứa. Bà đi làm mướn thì ngày có ngày không, về chỉ đủ thiếu ăn qua ngày thôi. Hồi nhỏ con hỏi là ba con đâu, xong rồi ba nói là ba con đi làm xe chưa có về. Khi con lớn thì ba nói là cha con mất từ khi con được 18 tháng. Con chưa bao giờ nghĩ đến bức tranh gia đình có mẹ, có ba, con và anh hai. Dù con có nghĩ như vậy đi chăng nữa thì người ba của con cũng không sống lại được. Con ước mơ làm bác sĩ để con giúp ông bà với lại mọi người. Con mong ước ông bà nhìn sức khỏe để con đạt được ước mơ để con báo hiếu ông bà. Con muốn nói với ông bà là yên tâm về con, đừng lo lắng cho con nữa, bởi vì con rất là mạnh mẽ. Chào đón gia đình của Hòa đến với chương trình Mắm Gia Đình Việt. Ông ơi, công việc của ông là hiện nay làm cái gì? Tôi ở nhà cũng quét dọn nhà cửa, nấu nướng ăn. Thỉnh thoảng có ra rẫy rồi làm phụ nhổ cỏ. Nhổ cỏ? Rẫy mình trồng cái gì không? Rẫy thì rẫy mướn trong cùng trồng rau. Thì cái gánh nặng gia đình rất là nặng luôn đó. Chỉ của mình bà là đầu rồi. Có nghĩa là cả gia đình mình phụ thuộc vô cái số tiền là 3 triệu một tháng đó. Vâng, đúng rồi. Trời ơi. Sao mà được? Rồi còn đóng tiền học cho mấy đứa nhỏ. Đúng rồi. Rồi. Dạ. Rồi sao đủ được? Thì nói chung thì bên các cô đâu thì lâu lâu mà ví dụ mà đóng tiền này tiền kia thì cô cũng bớt cho ít á. Vậy là có cô thì cũng cho, không có lấy tiền. Rồi cái tiền ăn uống trong nhà cũng đâu có đủ đâu. Dạ không có đủ, nhưng mà mình vay mượn á. Thì sau này rồi cháu với con học xong thì người ta kiểu thương, người ta cho mượn, đến khi có làm có thì trả. 3 triệu không đủ trả luôn. Dạ đúng không rồi. Không ăn lấy gì trả. Không đủ ăn. Nếu như mà mình rơi vào trường hợp như vậy thì theo Huy Khánh mình sẽ xử lý cách nào? Dạ rất khó, tại vì mình đã không đủ ăn rồi thì nợ thì nó sẽ chồng nợ thôi. Khó trả lắm. Chỉ chờ những đứa cháu, những người con trưởng thành lớn lên thì may ra. Mà cũng còn hơi lâu. Lâu lắm. Dạ. Chặng đường nó còn lâu lắm. Sáng con mang sáng sau học nổi con. Dạ. Có lúc ăn mì, có lúc ăn cơm. À, cơm của bà nấu á hả? Dạ. Bây giờ ông nhà có chăn nuôi gì được không? Mình nuôi con gà, con heo, con cá gì nuôi được không? Có, nuôi ít gà. Nuôi gà hả? Nuôi gà có thể phát triển kinh tế được đó. Hiện nay mình nuôi nhiều không? Nuôi lần vài ba chục con gì đó đây. Vài ba chục con. Đó. Bây giờ cái hướng á, nếu mà có vốn đó, mình sẽ nuôi gà cũng được, không chỉ nuôi vài chục con, có thể nuôi cả trăm con. Yeah. À, đó là một trong cái nguồn mà có thể nó phát triển kinh tế được, rồi từ từ nó lớn lên. Thưa quý vị, chúng ta đang đến với hoàn cảnh đầu tiên trong ngày hôm nay, phải nói khó khăn. Số tài khoản của gia đình em Hòa ngày hôm nay đang hiện trên màn hình. Và chúng tôi xin thông báo đó là số tài khoản duy nhất, một trang duy nhất quý vị nha. Có thể quý vị có chia sẻ một chút gì đó, tấm lòng của mình đến với gia đình em Hòa ngày hôm nay. Còn bây giờ Quỳnh Linh xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với hoàn cảnh thứ hai. Con tên là Phan Thị Hồng Vân, năm nay con học lớp 7, trường trung học cơ sở Cẩm Đường. Con đang ở với bác, mẹ và anh hai. Nhà tôi đang ở đó là nhà tình thương của bà ngoại. Giờ mấy mẹ con về để ở. Tại vì trước cứ đi làm tùm lum chỗ này chỗ kia, chưa có nhà ở. Cho nên bà ngoại bảo thôi về để ở. Thu nhập hàng tháng của tôi là 6 triệu. Một học kỳ của hai cháu là khoảng hết 2 triệu.
rồi nói chung là ăn uống với sinh hoạt đồ cũng không có đủ, với nhà trồng thêm rau đồ với cho đỡ tiền phí chợ. Ba con mất năm 2019 do bị ung thư đại tràng, giờ cũng không gặp được ba nữa, mà muốn gặp ba còn trong mơ, giờ muốn ôm ba không. Chết xong thấy nước mắt muốn chảy vậy, mà không biết là ông có biết gì không, thì không biết mà thấy có chảy nước mắt vậy thôi. Chắc có lẽ ông buồn thì con ông còn nhỏ, buồn lắm nhưng mà thôi kệ, cứ ráng lo cho tụi nó vậy sao. Con muốn nấu đồ ăn cho ba ăn, con muốn chăm lo cho ba, nhưng mà tất cả điều đó giờ con không làm được nữa. Hiện nay tôi đang làm công nhân của công ty may. Trước đây tôi làm bảo vệ ở trên Chị An, hai chồng làm trên đó. Cái là ông chết, rất là xa quá thôi, là mẹ con về đây ở gần nhà, gần cửa hơn. Tôi hiện tại còn có người ăn ở trong trên rẫy á, lo chăm sóc cho ông. Con cảm thấy tội cho mẹ. Mẹ đi làm mà phải nuôi con với anh. Con biết công việc của mẹ rất vất vả, nhưng mẹ không bao giờ than với con. Mẹ rất cố gắng. Con thấy mẹ làm cực quá nên con muốn học xong năm nay con đi học nghề, để có nghề phụ giúp gia đình. Nếu mà con có cơ hội học tiếp thì con vẫn còn học cấp 3 để kiếm được công việc có lương cao hơn, phụ cho gia đình nhiều hơn. Con hay tâm sự mẹ con nên là mẹ con bây giờ là chỗ dựa tinh thần duy nhất của con. Mẹ còn sống thì ngày nào mẹ lo cho ngày đó, tại vì mẹ khổ quá rồi, cho nên hai con ráng lo học hành để mai mốt lo được cho cuộc sống của mình là được rồi. Cố gắng nha hai con. Ước mơ của con là làm họa sĩ, vì con nghĩ ước mơ này sẽ giúp con theo đuổi được đam mê và lo cho gia đình. Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ. Con sẽ cố gắng học hành thật giỏi để mẹ yên lòng. Anh mất rồi, mất đi một cái chỗ dựa tinh thần, một trụ cột như vậy. Một mình chị phải lo hai đứa nhỏ này. Mà lương mỗi tháng thì có đủ để lo hai đứa nhỏ không chị? Đi làm công ty thì khoảng cỡ 6 triệu á. Dạ, 6 triệu. Nhưng mà nuôi 5 người, theo hai người già nhà nữa. Hai ông anh bà chị không có gia đình cũng ở đó luôn. Còn ông anh bà chị nhiêu tuổi? Năm mấy rồi. Rồi ông anh bà chị có làm gì ra tiền không? Không, cũng bệnh yếu á, người chỉ có làm trồng rau rồi với bạn. Một mình chị gánh luôn 5 người trong gia đình luôn, giống như gia đình hồi nãy vậy đó. Lại tiếp tục một người phụ nữ nữa gồng gánh tất cả những thành viên trong gia đình. Như hồi nãy con nói á, là con đang muốn nghỉ học để đi học nghề lo phụ mẹ. Con học nghề gì? Dạ, nếu học nghề con học đầu bếp. Học đầu bếp hả? Dạ. Chị ơi, nếu bây giờ có một số vốn đó thì chị sẽ muốn làm gì? Nuôi, chắc nuôi bò hay là nuôi gà vậy thôi. Tại vì đi làm công ty ấy, cho nên chị nhờ bà chị với ông anh. À, có nuôi. Chị với ông anh nữa, đúng đó. Một cái hoàn cảnh cũng khó khăn. Thật sự là mình thương mấy đứa bé, chẳng may sinh ra trong gia đình quá khó khăn, nên cái sự phát triển nó cũng khó đó. Linh, bây giờ cho em xin phép giống như là thay mặt ba ôm em một cái, giống như tại ước muốn được ôm ba mà chỉ đúng có rồi. Ôm trong mơ thôi. Bây giờ chú giống như là người ba của con, chú ôm con một cái được không? Rồi, ôm thật chặt nha. Đó. Cố gắng học giỏi, có thể sau này mình mở một cái quán nhỏ nhỏ mình nấu ăn ở nhà, hiểu không? Dạ. Rồi, ôm bé gái một cái luôn nè. Họa sĩ là đẹp lắm á. Qua đây. Cố gắng nha. Nào, dễ thương. Hãy ôm chặt bé vào lòng. Cái năng lượng tích cực nó sẽ giúp bé. Cố gắng nha. Dễ thương, dễ sợ. Nói gì với Vân đi. Không phải, tại vì hai bé đây là cùng một cái lứa tuổi con của con ở nhà đó. Thì mình cảm thấy là con của mình ở nhà nó đang được hạnh phúc, đang được êm ấm vậy. Và mỗi ngày thì chỉ có cái việc là lo đi học thôi. Còn bây giờ bé thì đang 15 tuổi mà đã suy nghĩ tới cái chuyện là con muốn
nghỉ học để đi đi học với nghề để mà phụ giúp tài chính thêm cho gia đình. Mình nghe mình cảm thấy rất là xót. Đúng rồi. Thật ra thiếu trụ cột, thiếu người đàn ông trong gia đình là chúng ta đã thiếu rất nhiều rồi. Kinh tế lại không có nữa. Tức là hiện nay các bé chưa có một nền tảng tốt nhất cho mình cả. Nhưng mà hãy cố lên con ạ. Cuộc sống còn những người còn khó khăn hơn mình nữa. Đó, con nhìn vào gia đình đầu tiên hồi nãy lại càng khó hơn nữa. Đó, mà mình cứ thế mà mình sống, có động lực sống con hả? À, chú nghĩ rằng là có con quan trọng là cố gắng học thật giỏi để sau này có thể thay đổi số phận cho gia đình mình. Hả con ha? Thưa quý vị, số tài khoản của gia đình thứ hai, gia đình anh Vân đang chạy trên màn hình và chúng tôi xin thông báo đó là tài khoản duy nhất và trang duy nhất nha quý vị. Có thể chúng ta chia sẻ một chút gì đó tình cảm quý vị với gia đình thứ hai ngày hôm nay. Còn bây giờ Quỳnh Linh xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với hoàn cảnh gia đình thứ ba. Con tên là Nguyễn Xuân Trường, năm nay con 12 tuổi. Con học lớp số 7, trường trung học cơ sở Nguyễn Tất Ứng. Gia đình con có 6 người, con đang ở với ba, với lại vợ chồng anh chị ba, với lại ba đứa cháu. Ba con hiện tại đang bị mỡ trong máu, với lại bị đen phép nên không đi làm được. Bác phát cái thời gian cái là hết hàng, rồi mới đi làm ráp giường đám cưới rồi á. Rồi sau đó là chủ giờ người ta cũng thất thu, người ta làm không được nữa nên phải nghỉ ở nhà. Ở nhà thì tôi chăm sóc cho mấy đứa cháu, rồi đưa nó đi học, rồi lại đưa bé trường đi học. Rồi chiều cũng vậy, chiều tới giờ thì đi rước mấy đứa cháu trước, rồi mới tới giờ của bé đi trường đó tan học đó, mới lên đón nó về sau. Hiện tại thì chồng đang làm công nhân, mỗi người thu nhập là 6 triệu một tháng. Có nhiều lúc con em bệnh á thì đi làm không có đủ tháng, ba em không có thu nhập. Em nó còn nhỏ, nó phải đi học nên là ba đứa con em nó cũng còn nhỏ nên là nhiều lúc cũng không có tiền mua sữa để cho mấy bé uống. Lúc đó em mượn tiền mua sữa cho bé em uống đỡ, không mà tới khi nào mà em có lương á thì trả. Mẹ con mất do ung thư gan vào năm 2019, lúc đó con học lớp 2. Lúc mà con ngủ dậy thì con thấy ba con với lại anh chị con đứng xung quanh giường khóc. Thì lúc đó con không biết chuyện gì, con lại coi thì con thấy mẹ nằm im ru à. Có mọi người ai cũng khóc á, con cũng vậy. Lúc đó con cũng biết làm gì, con chỉ biết ngồi trong góc mà khóc á. Hai vợ chồng tôi ở nhau là được 14 năm. Mỗi lần lại Tết Cần Thơ là phải nhớ thứ ba là cái gì mà cũng lo hết á. Tuy rằng con bé thứ ba đó nó không phải là con ruột của tôi, nhưng mà nó chăm nó từ nhỏ tới lớn thì bây giờ nó cũng coi như là cha đó thôi. Thì cha nó mất sớm rồi mẹ nó gặp tôi thì tới giờ thì nó cũng đối xử là bản thân tôi với em trai nó rồi nó rất là thân thiện rồi. Ước mơ của em là phải cho em nó học tới đến lớp 12 cũng đủ. Tại vì trong tất cả các chị em tụi em không có đứa nào được đi học cao á. Cho nên là ước mơ của em á là em nó có thể học cao hơn để sau này nó có tương lai hơn. Ba ơi, mẹ ơi, con sẽ cố gắng học thật giỏi để đền đáp công ơn sinh thành. Cảm ơn anh chị để cho em được đi đến trường. Rồi, chào con. Trời ơi, mẹ con mất là 2019 con hả? Dạ. Lúc mẹ con sống thì mẹ con làm công việc gì? Dạ, lao công. Lao công hả? Rồi mẹ có thường dẫn con đi đâu chơi không? Dạ có, dẫn con lên trường. Lên trường rồi chơi hả? Rồi lúc mẹ mất tới giờ ai dẫn con đi chơi? Dạ, có anh chị với lại ba. Có bao giờ con đi ngang qua những cái chỗ mà mẹ con đã từng dẫn con đi chơi rồi con đứng lại con nhìn vô con nhớ mẹ con không? Có. Con nhìn thấy những người bạn khác của con có mẹ, con có buồn không? Dạ em buồn.
Hồi nãy nói rồi, kêu là ba ơi, mẹ ơi, con sẽ cố gắng học giỏi để không phụ công ơn sinh thành của ba mẹ. Nhỏ mà nó suy nghĩ lớn thiệt luôn á. Nè, nghe chú dặn nè, mình nhớ thì mình khóc, nhưng mà mình cũng không được mít ước quá, mình cũng không nên khóc nhiều quá. Yeah. Bây giờ tương lai con là trụ cột của gia đình. Nhớ mẹ bằng cách là phải học giỏi để cho mẹ thấy con là một người trưởng thành, một người giỏi, hiểu không? Phải học giỏi nha. Thật ra trong gia đình á, chị thấy trường á là có thể có khả năng là phát huy được. Nó giỏi đó, biết suy nghĩ sâu nữa. Con sau này con muốn làm gì trường? Dạ, công an. Công an hả? Để làm gì con? Ê, con bắt tội phạm. Đại diện cho chính nghĩa đúng không con? Dạ. Bắt tội phạm á hả? Ba con sức khỏe không được tốt, con phải học về cũng phải hỏi, lâu lâu hỏi thăm sức khỏe của ba con nữa. Hả? Dạ. Bây giờ tuổi này thì huyết áp ổn định hết không anh? Hàng tháng, lấy thuốc hàng tháng. Ừ, lấy thuốc hàng tháng luôn ha. Dạ. Ôi, nhìn ba gia đình thật ra là rất là khó luôn. Chúng tôi thật sự là rất là xót xa trước hoàn cảnh như thế. Chắc chắn quý vị cũng đã đồng cảm với hoàn cảnh của ba gia đình ngày hôm nay rồi. Số tài khoản của gia đình em Trường cũng đang chạy trên màn hình nha quý vị. Tôi xin thông báo đây là số tài khoản duy nhất và trang duy nhất này thôi. Không có số thứ hai và không có trang thứ hai quý vị nha. Chúng ta hãy cùng chia sẻ một chút gì đó tình cảm của mình với gia đình của em Trường, cũng như là hai gia đình mà chúng tôi vừa giới thiệu đến quý vị. Còn trong khuôn khổ chương trình, cả ba gia đình ngày hôm nay sẽ tham gia những thử thách của chương trình và cố gắng vượt qua nó, xem như vượt qua chính bản thân của mình, chiến thắng chính bản thân của mình, để mình có thể bước lên phía trước tự tin hơn nữa với những khát vọng của các con đang có. Chú Quỳnh Linh nghĩ rằng thành công sẽ đến với con nếu như con cố gắng. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ với hoàn cảnh của ba gia đình ngày hôm nay. Còn bây giờ thì trong chương trình Mai Ấm Gia Đình Việt, họ sẽ tham gia vượt qua thử thách. Thử thách đó là gì? Mời quý vị tiếp tục theo dõi câu chuyện Mái Ấm Gia Đình Việt. Mái ấm gia đình. Mái ấm gia đình. Đây là quyền ưu tiên mà các bạn phải giành lấy nó. Để chi? Để giúp cho ba gia đình luôn. Ba gia đình sẽ vượt qua một thử thách rất là khó khăn. Nếu như họ không có quyền ưu tiên này thì có lẽ họ sẽ thua nhiều hơn là thắng. Chính vì thế nên nếu các bạn giành được quyền ưu tiên, các bạn sẽ giúp luôn ba gia đình luôn. À, nhiệm vụ của em và Trương Quỳnh Anh là phải lấy được cái quyền ưu tiên này. Đúng rồi. Thành ra nhiệm vụ nặng nề lắm á. Nặng nề với anh. Nặng nề lắm đó. Bây giờ nhiệm vụ đơn giản, muốn giành được cái quyền ưu tiên này á là các bạn phải thực hiện thử thách của chương trình. Dạ. Bằng cách là các bạn sẽ dành cho tôi 10 cái quả cầu này lọt qua mấy cái lỗ đó. Nào, 1, 2, 3. Hay quá. Tập trung là như vậy đó. Vậy là cái game này là giúp cho chúng ta là phải biết tập trung. Tập trung. Đúng rồi. Chuẩn bị. Nào, tất cả sẵn sàng. Cố lên nha Quỳnh Anh. Dạ, cố lên. 1 phút 30 giây dành cho thử thách Trương Quỳnh Anh với Huy Khánh. Bắt đầu. Một, hai, hai rồi, mới có hai thôi, tám nữa, cố lên, mới có hai, ba, hay quá Trung Huỳnh Anh, ba rồi, bốn, bốn, thôi, sáng lên, sáu cái nữa, bốn rồi, y, không có cái nào hết, cái gì vậy Huỳnh Anh, nhanh lên, mới có 30 giây, còn một phút nữa, bốn rồi, sáu, ráng lên Huỳnh Anh, sáu, còn bốn cái nữa. Tháo rồi. Ráng lên, 7. 7 được Quỳnh Khánh ơi. Rất là tốt. 8. 8 rồi. Hai cái nữa. Yeah. Hay quá đó. Trời ơi. Phải nói là tuyệt vời luôn. Đây, đồng hồ mới là giữ nè. Yeah. Chưa. 54 giây. Có 54 giây thôi, trời ơi. Hay quá. Cái này hên hay ta? Hên nhiều hơn hay. Không mà cũng có hay nữa. Dạ có tập trung. Có tập trung hết cho mình. Có cố gắng luôn. Cái cuối cùng mà hai đứa vô một lúc luôn á. Dạ. Trời hay quá. Như vậy là một tràng pháo tay dành cho Quy Khánh và Trương Quỳnh Anh. Các bạn đã xuất sắc 54 giây thôi. Rất là tuyệt vời. Tôi hồi hộp quá, sợ vượt qua phút 30 giây. Con còn đập luôn nè. Phải không? Mới dạ. Chọi thôi, đứng chọi thôi mà mệt đó anh. Mệt gì nó hồi hộp nó làm mình mệt. Rồi, bây giờ chưa đâu. Còn đập mạnh này mới khởi đầu nhỏ nhỏ thôi. Bây giờ chúng ta xem quyền ưu tiên là gì.
giảm 7 viên gạch. Chúc mừng. Như vậy là thí dụ như họ sẽ di chuyển 20 viên gạch giảm được 7 viên gạch, còn 13 thí dụ 14 viên gạch giảm 7 còn 7 viên, thí dụ như vậy là nhiều quá. Là nhiều lắm đó. Dạ. Ha. Như vậy chúng ta đã góp phần làm nên chiến thắng của cả ba gia đình. Và bây giờ thì họ đã có quyền ưu tiên. Cảm ơn Quy Khánh và Trường Anh. Mời quý vị đến với thử thách đầu tiên dành cho ba gia đình ngày hôm nay. Xin mời. Quý vị và các bạn thân mến, và ngay bây giờ cả ba đội chơi, ba gia đình sẽ đến với thử thách đầu tiên của chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Thử thách này rất là quan trọng, tuy rằng nó là thử thách đầu tiên nhưng quan trọng ở chỗ là chúng ta phải thi đấu với thời gian. Làm sao mà công việc nó có thời gian càng thấp càng tốt. Nhớ nha, ở đây có ba bạn nhỏ, đó là bạn Trường 12 tuổi, bạn Vân 13 tuổi và bạn Hòa 13 tuổi, cùng với ba tình nguyện viên hỗ trợ. Hy vọng rằng cả ba con sẽ cố gắng vượt qua thử thách đầu tiên này. Chú xin nhắc lại là rất là quan trọng, chính vì thế nên rất là nhiều áp lực. Tụi con phải cố gắng làm sao càng nhanh càng tốt. Công việc của tất cả các bạn là gì? Các bạn sẽ di chuyển qua các chướng ngại vật và chúng ta sẽ đem cái thanh vuông vuông này bằng cách là mình sẽ không dùng tay, mình sẽ dùng cái này. Đó, mình đem về. Một bạn đổi cái mâm ha. Mình làm sao mình di chuyển tất cả cái thanh này lên cái mâm, và cuối cùng chúng ta xếp làm sao thành cái mái nhà này. Thấy chưa, các bạn thấy chưa? Sau hai lần thử thách, đội chiến thắng sẽ bước vào vòng rút logo của chương trình. Đội về nhì sẽ nhận được giá trị giải thưởng là 20 triệu đồng. Đội về ba sẽ nhận được giá trị giải thưởng là 15 triệu đồng. Với hoàn cảnh khó khăn của các con thì 15 triệu đồng, 20 triệu đồng hay hơn nữa rất là quan trọng nha các con nha. Tất cả sẵn sàng. 3, 2, 1, bắt đầu. Di chuyển, nhanh lên nào. Tất cả quý vị vỗ tay thật là lớn lên ủng hộ cho cả ba đội chơi ngày hôm nay. Quá nhanh lên. Nhanh lên. Hay quá. Hay lắm, đừng có rớt ra ngoài nha. Nhanh lên nữa. Đi các nhanh lên em. Các tình nguyện viên phải nhanh lên. Trời ơi sao vậy? Không được rồi, không được. Phải lấy lại từ đầu nha các bạn. Hay vậy. Đúng rồi, cố lên, cố lên. Thật ra đây là một trò chơi rất là đơn giản nhưng cần sự chính xác. Cố lên nào. Trời ơi, tội nghiệp. Tội nghiệp Trường không? Có chút xíu à. Hay cha. Con phải di chuyển cái đầu, con hứng theo cái, chứ không phải là con đứng tại chỗ nha Trường. Di chuyển cái đầu. Rồi rồi rồi, nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên nào. Ở đây là ba thanh rồi. Con phải di chuyển cái đầu con này, con hứng theo chứ không phải là con đứng xích xích đâu xíu đó. Di chuyển cái đầu theo, đúng rồi. Đúng rồi đó. Xếp thành rồi giống cái này nha. Đội nào xếp trước đây? Sửa lại, sửa lại. Nhanh lên. Đội nào xếp trước đưa tay lên nha. Đúng rồi. Rồi, xong. Nhanh lên, nhanh lên. Bỏ vô. Đội thứ hai, nhanh lên. Đội thứ ba, nhanh lên, bên kia xong chưa? Yeah. Bên đây còn cục nữa. Sao dương cục? Sao dương cục? Sao dương cục này? Dạ, của bên đây. Hả? Của bên đây. Của bên này. Của bên này xếp đi. Của bên này xếp đi. Sao dương cục? Xếp là thiếu cục, cái nhà nó thiếu một cái nóc á. Trời ơi, rồi vậy là xong cái nhà rồi đó. Kệ nó, mỗi cái nhà khác nhau. Rồi, thôi chúng ta cho trọng hóa lại, chúc mừng ba đội. Thật ra là bên đây xong sớm nhưng mà lý do là bởi vì các con là hơi bất cẩn chút xíu, không có kiểm tra được xem cái mình thiếu một cái viên gạch nào đó ha. Rồi, đó là một trong những cái điều mà chúng ta phải rút kinh nghiệm trong cuộc sống, làm phải tập trung, tham gia cái gì làm cái gì phải tập trung 100% luôn nha con nha. Và bây giờ chúng tôi sẽ công bố thời gian của ba đội. Đội em Hòa với thời gian là 2 phút 27 giây. Chúc mừng. Đội em Vân có trục trặc chút xíu, đó là 3 phút 13 giây. Đội em Trường vượt bậc luôn, 2 phút 19 giây. Đội em Trường nhỏ tuổi nhất nhưng thời gian thấp nhất. Chúc mừng, nhưng không sao, chúng ta vẫn còn cơ hội nữa. Chỉ có một vài giây thôi, không quan trọng. Quan trọng là chúng ta cố gắng rút kinh nghiệm ở lượt thử thách thứ hai nha. Chúng ta cho một tràng pháo tay để chúc mừng cả ba đội thôi quý vị. Còn bây giờ Quỳ Linh sẽ mời quý vị đến với thử thách dành cho Quỳ Khánh và Trương Quỳnh Anh. Mái ấm gia đình.
Đây là thử thách thứ hai, quyền ưu tiên thứ hai mà hai bạn phải giành lấy để giúp cho cả ba gia đình một lần nữa. Thử thách này khó hơn thử thách hồi nãy. Nó hơi mệt hơn thử thách hồi nãy. Chúng ta sẽ hoàn thành 1kg bột ở trên cái cân đó. Với nhiệm vụ là các bạn sẽ dùng cái miếng này. Chúng ta di chuyển bột. Mình không anh thị phạm cho nó thiệt đi anh. Đúng lên. Rồi đây. Rồi anh vượt qua cái đó đúng đi. Đúng rồi, vượt qua chướng ngại vật chúng ta vượt qua. Ủa vượt qua gì dễ vượt vậy chú? Vượt qua luôn. Đó chúng ta đổ vô cái dĩa này. Khi nào mà cái dĩa nó có đủ 1kg bột là chúng ta dừng lại. Với thời gian vẫn là 1 phút 30 giây. Nhưng không có đơn giản là giống như Linh cầm vậy đi đâu. Mà mình phải dùng cái miệng mình ngậm vô. Ngậm vô. Yeah. Không có dùng cái tay. Mình cứ xúc vậy mình đi vậy đi. 1 2, 3, bắt đầu. Đó. Di chuyển ráng lên. Không được dùng tay nha. Chúng ta không được dùng tay. Đúng rồi. Hay quá. Được 200g rồi. Như vậy chúng ta phải di chuyển lên. Nhiều bột chút xíu cho nó nhanh. Đó trời ơi. Gì vậy bà Khánh? Gì đổ trơn rồi Khánh? Đó. Đổ lên, đổ vô. Một vòng nữa, 100g nữa. Nhanh lên. Gì vậy? Chạy vô lên, chạy thở mạnh lên. Rồi, xong, hết thời gian. Chị Khánh. Nó vô lỗ mũi nãy giờ. Mệt cái hít vô á. Nói chung là đủ rồi. Chúc mừng 1kg. Trời ơi dư rồi. Thiệt cái tình luôn á. Tới hai cái này cuối mới dư. Cái kia đủ rồi. Và chúc mừng Quy Khánh với là Trương Hoàng Anh. Chúng ta đã nhận được quyền ưu tiên dành cho ba gia đình. Trò chơi này dễ thương không Khánh? Có, em liên tưởng đến một cái bộ phim mà có con sói rớt vô hũ bột á. Em y vậy nè. Ủa sao đây ít bột đây nhiều bột quá vậy? Không có nè. Rồi chúng ta mở quyền đầu tiên xem điều gì này. Giảm 10 bông hoa. Chúc mừng. Dù sao thì sự cố gắng của các bạn đã giúp cho ba gia đình giảm đi gánh nặng của thử thách đó. Bây giờ xin mời quý vị đến với thử thách thứ hai dành cho ba gia đình ngày hôm nay. Thưa quý vị, đây là thử thách quyết liệt dành cho cả ba gia đình luôn. Chính vì thế nên thử thách này gia đình phải cố gắng, đặc biệt là hai anh chị này giúp tôi. Ha, Quy Khánh và Trương Quỳnh Anh. Làm sao mà có thể càng sớm càng tốt. Mỗi gia đình có thời gian để chúng ta lấy được 16 cái bông hồng kia đem về vị trí cái mạc này. Mà không phải lấy bằng tay, mà chúng ta sẽ gọi là trùm cái chuồng gà này vô. Mình đi theo cái hình vết rách. Rồi sau đó mình cầm cái đũa này, mình gấp cái bông hồng đó, mình đem về mình bỏ lên cái mạc này. Cứ như vậy, làm sao mà Quỳnh Linh đếm được 16 cái bông hồng ở đây là mình dừng lại. Bây giờ ai sẽ là thi trước, ai thi sau? Bây giờ thôi ba người quánh tu xì đi. Ai thắng có quyền lựa chọn. Bây giờ đầu tiên nè, bài trắng hay bài đen? Chuẩn bị. Bàn tay trắng, bàn tay đen. Rồi con quyết định. Con quyết định. Con muốn trước hay sau? Chơi giữa đi, chơi giữa. Quánh tu xì đi. Rồi. Nhất, nhì, ba. Đó, rồi bây giờ con quyết định con thích thi trước hay thi sau? Dạ con thi sau. Thi sau cuối cùng hay thi giữa? Thi giữa đi. Thi giữa. Dạ. Con thi sau. Thi sau là thi cuối cùng đúng không? Vậy con thi đầu. Cố lên. Bây giờ hai đội kia trở về vị trí làm cổ động viên đi. Đội của trường ở lại. Rồi bây giờ chúng ta đeo chuồng gà vô. Chúng ta vô chuồng. Vô chuồng. Người kia về người này mới được đi phải không anh? Đúng rồi. Nè, số 1 là con đúng không? Số 2 Quy Khánh. Số 3, số 4 Trương Hoàng Anh. Yeah. Đếm số nào số đó đi nha. Rồi, tất cả sẵn sàng. Bây giờ mình coi đồng hồ nè. Số mấy nè Trường? Dạ không. Không không nha. Tất cả sẵn sàng. Số 1, số 2, số 3, số 4 nha. Số nào số đó đi nha. Chuẩn bị. 3, 2, 1. Bắt đầu xuất phát. Số 1. Rồi, nhanh lên. Đúng rồi. Bắt đầu nhanh rồi đó. Nhanh lên. Đúng rồi, tăng tốc lên. Đúng rồi. Rồi, bước lên trên luôn. Gấp. Hay quá. Gấp đi. Nhẹ thôi. Ráng lên. Trời ơi, gặp không được vậy. Số 2. Ráng lên, đừng để rớt nha. Đúng rồi. Số 2 rồi, số 2 gặp đi.
Ráng đi Huy Khánh, không đơn giản đâu nha. Số 3. Đó. Đó, nhanh đó, trường nó nhanh nè. Đúng rồi. Nhanh lên. Thắng lên con. Số 4. Ở chân. Lụm lên, lụm lên, lụm lên. Lụm lên. Kẹp mạnh cái tay vô. Kẹp mạnh cái tay vô cái lồng á. Rồi, đúng số rồi. Số 1. Đi đi, đi đi, số 1 kìa. Đi đi. Rồi, trục trặc ở giữa rồi. Ráng đi lên. Đi, nhanh lên. Đúng rồi. Cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên. Sao bình tĩnh, kẹp mặt chặt cái tay vô. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng, đúng. Số 2. Trời ơi, ông hại tôi quá. Cố lên, cố lên. Ráng, ráng, ráng. Ok, ok. Số 3. Số 4, chạy đi. Mấy rồi, đếm đi. Mấy rồi, chạy đi. Mười mấy rồi Khánh? 14. Còn hai bông nữa. 14 rồi, nhanh lên. Chạy đi Khánh. Nhanh lên. Nhanh lên. Cố lên. Đủ chưa? Trời ơi. Ráng đi. Trời ơi. Ráng, ráng ơi. Không ráng được rồi. Ráng Khánh ơi. Cố lên. Cố lên. Yeah. Trời ơi. Cuối cùng hại người ta nhiều nhất. Lấy về mà cứ rớt hoài. Cái quan trọng lấy về được mình giữ tới đây nè, không rớt vô chừng cuối cùng nó hơi lâu không. Rồi chúc mừng đội đầu tiên, vỗ tay cái nào. Bây giờ mình đếm nha. 2, 3, 4, 15, 16. Chúc mừng. Đó, đội thứ hai kinh nghiệm nha. Chúng ta sẽ đến với đội thứ hai, đó là đội của gia đình bé Vân. Như vậy là chúng ta đã xem đội đầu tiên tham gia, mình có kinh nghiệm nhiều hơn. Hồi nãy mình chọn thi giữa đúng không? Dạ. Giờ thì Quy Khánh với lại Trung Hoàng Anh vẫn còn sức. Rút kinh nghiệm là quan trọng, cố gắng đừng để rớt ở giữa chừng ha. Chuẩn bị. Thời gian dành cho gia đình bé Vân bắt đầu. Đi chạy Vân, đi Vân. Chạy, chạy lên. Đúng rồi. Nhanh lên con, đầu xuôi đuôi lọt. Đúng rồi. Nhanh lên, nhanh lên chút xíu nữa Vân. Đúng rồi. Nhanh lên xíu nữa. Hậu chạy đi. Hậu chạy đi. Ráng lên, nhanh lên. Cố lên con. Nhanh lên con. Đấy rồi. Kẹp mạnh cái sao tay vô. Vậy? Đúng rồi. Lụm cái khác, lụm cái khác quá, cho nó quá. Dễ. Cố lên. Đúng rồi, rồi đúng rồi. Quá, chạy dây. Rồi, Khánh đi. Quan trọng nó rớt ở giữa chừng nè. Hơi khó. Ráng lên. Trung Bình Nam chạy đi. Trò chơi rất đơn giản nhưng cũng không có đơn giản xíu nào quý vị. Hay quá quý Khánh. Yeah. Rồi, Vân chạy đi. Nhanh luôn Vân. Cố lên Vân. Đúng rồi, Bình Anh đi đường bên kia luôn. Giữ vững nó. Ráng lên, ráng lên Trương Bình Anh. Cố lên. Rồi Hậu đi đi. Cố lên. 12. Hậu chạy đi. Trời ơi rớt nữa rồi. Tôi sợ rớt giữa chừng lắm nè. 12. Từ từ nha. Rồi Khánh, Khánh. Chậm nhất là cái sợ cái đoạn rớt nè. Còn rớt giữa chừng rất là khó lấy luôn. Trung Hoàng Anh chạy đi. Hay quá, mình lại dùng cái lá đó, đó. Giờ có kinh nghiệm nhiều hơn rồi. Mười mấy rồi. 15 rồi. Mấy rồi, mấy rồi. Đếm đi. Chạy đi Hậu. Chạy đi Hậu. 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Rồi, 16 đúng rồi. Như vậy là đội giữa kinh nghiệm hơn, thời gian ngắn hơn chút xíu. Chúc mừng cho đội của gia đình bé Vân. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với gia đình cuối cùng, đó là gia đình em Hoa. Xin mời. Bây giờ Hoa nhìn đồng hồ đi. Không không nha, cố gắng lên. Đây là gia đình cuối cùng nên có nhiều kinh nghiệm hơn. Chuẩn bị. 3, 2, 1, bắt đầu. Quan trọng mình chạy nhanh thôi. Đúng rồi. Đúng rồi. Số 2. Yeah. Đó, có kinh nghiệm rồi, cẩn thận. Đừng có rớt giữa chừng, khó lấy lắm. Đó, có cái chuồng gà thì cũng khó chạy. Cường chạy đi. Đó, có kinh nghiệm rồi, đỡ rớt. Cái chừng đụng nhau rớt nha. À, nhanh lên, quan trọng chạy nhanh chút xíu. Quý Khánh. Thôi. Thôi, được rồi. Như vậy là được rồi. À, thì cuối cùng nó có kinh nghiệm của nó. Chạy đi, Hào Hoa. Cố lên. Nhanh lên. Quỳnh Anh nhấc mạnh lên. Đó, họ có kinh nghiệm rồi.
đội cuối cùng hình như không ai rớt hết ta. 5 năm nhớ rồi, nha. Rồi Phương chạy đi. 5. Hồi hồi hên quá. Cái này hên. 6. Quy Khánh. Nhanh lên chút xíu nữa. Có chừng. Thôi ơi. 13. 13. 14. 14. 15. Chạy đi. 15. Chạy đi qua. Nhanh lên. Go. Rồi. 16. Đếm lại nha. 1, 2. 15, 16, chúc mừng. Như vậy là với kinh nghiệm rút ra từ hai đội trước, đội Hòa có vẻ nhanh hơn chút xíu. Còn bây giờ xin mời cả ba đội ra, chúng tôi công bố kết quả của hai lần thử thách. Xin mời. Như vậy là chúng ta đã vượt qua một chặng đường cũng vất vả đó. Rất nhiều giọt mồ hôi đã đổ xuống sân đấu rồi. Cảm ơn Huy Khánh, cảm ơn Trung Huỳnh Anh đã nỗ lực hết sức mình để cùng đưa ba gia đình chúng ta đến với chiến thắng. Mỗi gia đình chúng ta ngày hôm nay đã chiến thắng chính bản thân của mình. Các con có hoàn cảnh rất là khó khăn, nhưng mà các con nhớ rằng là cho dù hoàn cảnh nào nữa, chúng ta phải tự tin, phải thật bản lĩnh để vượt qua nó các con nha. Bây giờ Quỳnh Linh sẽ công bố thời gian của ba đội. Thời gian của đội nào thấp nhất, đội đó có cơ hội bước vào vòng rút logo. Ở đó giá trị giải thưởng sẽ khá cao. Đội nào về nhì, đội đó sẽ nhận được giá trị giải thưởng là 20 triệu đồng. Và đội về ba nhận được giá trị giải thưởng là 15 triệu đồng. Gia đình có số thời gian thấp nhất đó là 5 phút 46 giây. Gia đình có số thời gian thấp nhì đó là 6 phút 37 giây. Và gia đình có thời gian cao nhất là 6 phút 55 giây. Và bây giờ gia đình nhận được số tiền thưởng 15 triệu đồng. Đó chính là gia đình có thời gian 6 phút 55 giây. Chúc mừng cho gia đình của... em Vân. Gia đình Vân sẽ nhận được giá trị giải thưởng là 15 triệu đồng. Chị thấy thế nào chị? Cảm xúc sao khi gia đình mình nhận được 15 triệu đồng? Em thấy cũng rất là mừng vì đã vượt qua được các bạn. Dạ. Vân thấy sao con? Hôm nay con thấy mình đã mạnh mẽ chưa? Mình tự tin chưa? Dạ rồi. Chú thấy thế này nè. Con cố gắng mạnh mẽ chút xíu nữa, tự tin chút xíu nữa. Con thấy gia đình mình khó khăn quá, con hơi rụt rè, hơi tự ti chút xíu. Nhưng mà đừng lo lắng gì cả con à. Không ai đi lên từ sự giàu có cả. Tất cả mọi người đi lên từ sự khó khăn và sự lao động, sự nỗ lực. Chú nghĩ rằng là với sự cố gắng của con, nỗ lực của con thì mình sẽ thành công. Dạ. Và bây giờ tôi sẽ công bố gia đình Vệ Nhi với số thời gian 6 phút 37 giây. Đó chính là gia đình của em Trường. Đó. Như vậy là gia đình của em Hòa sẽ là gia đình được bước vào vòng đặc biệt của chương trình. Chúc mừng, chúc mừng. Chú thấy sao chú? Với số tiền 20 triệu đồng này chú sẽ làm gì? Để cho bé học. Để cho bé học. Linh nghĩ rằng là nó sẽ giúp cho chú đỡ vất vả hơn chút xíu. Chú hả? Vâng, vâng. Dạ, chúc mừng chú nha. Cảm ơn. Dạ. Rồi, gia đình của em Hòa sẽ là gia đình bước vào vòng đặc biệt của chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Bây giờ mình chưa biết là được giá trị giải thưởng bao nhiêu. Chị cảm thấy thế nào? Thấy rất vui, mừng quá. Mừng không chị? Mừng. Tôi nghĩ rằng là ngày hôm nay cả ba gia đình đều may mắn là chúng ta được đến với Mái Ấm Gia Đình Việt, có một phần chia sẻ từ chương trình. Và đặc biệt là số tài khoản của mỗi gia đình đang chạy trên màn hình. Quý vị hãy ủng hộ mỗi gia đình quý vị nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với thử thách dành cho gia đình em Hòa trong ngày hôm nay với Mái Ấm Gia Đình Việt. Xin mời. Bây giờ mình chỉ còn thi với chính mình thôi. Hai đội kia là không còn thi nữa.
thử thách này dành riêng cho Hòa với gia đình thôi. Và sự hỗ trợ của anh Quy Khánh với lại chị Trương Quỳnh Anh. Đây là những chiếc chìa khóa nó lấy tiền đó. Đây là thùng tiền. Đúng rồi, thùng tiền đó. Bây giờ chúng ta có nhiệm vụ là tìm ra chiếc chìa khóa để mở cái tủ này ra. Trong tủ có những quả bóng, chúng ta lấy ra chúng ta chọi ngã hết mấy cái xô này là xong. Và thời gian càng thấp càng tốt. Nếu chúng ta làm việc đó với thời gian 1 phút 30 giây, chúng ta sẽ nhận được 8 bảng logo luôn. Wow. Mỗi bảng logo có giá trị giải thưởng khác nhau, mình rút luôn 8 bảng luôn. Có coi tấm cám không? Lựa đậu có coi không? Cái này là lựa chìa khóa. Lựa chìa khóa. Nhưng mà bây giờ là Huy Khánh với Trương Quỳ Anh nghĩ là mình sẽ lấy được 8 cái đó. Quan trọng là mình có chọi được hay không thôi. Còn cái tìm thì nó có nhiều đây cái chìa khóa thôi à. Đúng rồi. Chính xác hay không chính con xác? Con nghĩ là có chọi được hết mấy cái này mà ở một cái thời gian nó nhanh nhất không? Được. Dùng phải cái lực mạnh 1 phút 30 giây không? Tùy chọi khán giả nha. Rồi 1 phút 30 giây là 8 bảng. Nếu chúng ta hoàn thành nhiệm vụ 2 phút chúng ta được rút 6 bảng. 3 phút chúng ta có 4 bảng. 6 phút chúng ta có 2 bảng. Không có tới 6 phút đâu. Và nếu như từ 6 phút trở lên tới 10 phút chúng ta có 1 bảng. Nếu như vượt qua 10 phút chúng ta không có bảng nào hết. Nghĩa là đừng để vượt qua 10 phút. Một chiếc chìa khóa mở được. Chúng tôi sẽ bỏ vào đây. Hết xì. 30 giây. Rồi lùi đó con. Thời gian bắt đầu. Đó. Thấy chưa? Thấy cái đó chưa? Nó nằm kìa. Nó nằm kìa, biết kìa. Nó nằm rồi. Không chịu thấy. Thử cái này. Trời ơi. Có chừng rớt cái chìa xuống đất vậy. Hả, mở khóa mà lên cơ luôn đó. Nhanh lên, nhanh. Nhanh lên. Lấy nhiều quanh lên. Nhanh lên, ngã luôn. Nhanh lên. Lấy nhiều quanh lên. Lượm anh đi. Qua đi lượm anh lại đi. Một người đi lượm anh lại. Nhanh lên. Đúng rồi. Ăn lên. Còn hai xô nữa. Nhanh lên. Đừng vượt qua 3 phút. Ráng đừng vượt qua 3 phút. Còn một xô nữa. Nhanh lên. Yeah. Như vậy là chúng ta đã có 2 phút 59 giây. Như vậy là chúng ta được 4 bảng logo. Chúc mừng. Hay quá. Cuối cùng thì chúng ta vẫn là may mắn nha. Mở khóa rất lâu nhưng khi chúng ta hạ những cái xô xuống rất nhanh. 2 phút 59 giây. Chúc mừng Quy Khánh, chúc mừng Trương Quỳnh Anh. Một sự nỗ lực hết sức mình của hai nghệ sĩ chúng tôi đã đem về 4 bảng logo dành cho gia đình em Hoa, thưa quý vị. Với sự nỗ lực của Quy Khánh cũng như Trương Quỳnh Anh thì mọi người cũng thấy rồi. Và các bạn đã đem về 4 bảng logo dành cho đình em Hòa. Hy vọng rằng 4 bảng logo này chúng ta sẽ gặp may mắn số tiền cao nhất có thể. Và bây giờ xin mời gia đình em Hòa sẽ đến với vòng rút logo của chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Một ngày thật là đẹp trời. Trời không còn nắng nữa. Bắt đầu chúng ta cảm giác thấy nó dễ chịu hơn rất nhiều rồi. Cuộc sống của gia đình Hòa cũng vậy. Linh nghĩ rằng sau chương trình Mắm Gia Đình Việt nó cũng nhẹ nhàng hơn, nó dễ chịu hơn. Và hy vọng rằng với số vốn mà ngày hôm nay chúng ta có được trong chương trình, chúng ta sẽ đỡ vất vả hơn rất nhiều. Còn bây giờ gia đình sẽ nhận được 4 logo của chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Số tiền tùy thuộc vào sự may mắn của gia đình. Chúng ta bắt đầu chọn, có 4 logo, chọn logo nào cũng được. Xin mời chị. Chọn số 7. À, số 7 hả? Nãy giờ em đứng là em me số 7. Mời số 7. Số 8 là phát, thì số 7 là có tiền chữa gì? Bệnh đó anh. Hả? Dạ, có tiền để chữa bệnh. Để xem. Mời chị ra rút đúng số mình đã chọn. Cô ra rút luôn đi cô. Ra rút luôn. Ồ. Ống thép hoa sen bền vững đến tương lai. Số. Yeah. Số. Ai. Số. Yeah. Số. Chục rồi. Số. Trời ơi.
10 triệu à. 10 triệu đồng. Còn 70 triệu. Chúc mừng, chúng ta đã có 10 triệu đầu tiên. Thật ra 10 triệu đối với gia đình của Hòa bây giờ là con số cũng rất là lớn. Gia đình về nhì nhận được 20 triệu, gia đình về ba nhận được 15 triệu. Bây giờ mình mới có một bảng thôi mà mình có 10 triệu rồi. Bây giờ mình chọn một bảng thứ hai. Hòa, còn thích bảng nào? Bảng số 4. Số 4, mở số 4. Trời ơi, số tiền nó đâu phải nằm ẩn sao giống con số đâu anh Linh. Hòa ra đây rút đi con. Số của Hòa là số 4, rút ra đi con. 80 triệu. Hoa Sen Home, bền vững đến tương lai. Hoa Sen Home. 80 triệu. Có số 5. Rồi. Số con hoa sen mái ấm gia đình Việt 15 triệu đồng. Thôi cũng được rồi, như vậy là chúng ta đã có 25 triệu. Mình còn hai bảng nữa. Số 8 bây giờ đó, một số. Số 8, số 1. Số mấy? Số 1 đúng không? Đó. Em lấy cho nó hết được không? Được. Số mấy? Hoàng giờ hỏi gia đình có đồng ý không? Số mấy? Kìa, kia có nói số 1 kìa. Số 6 hả? Số mấy? Hả? 1. Số 1 đúng mấy? Tỏ lên coi. Số 1. Số 1 đúng không? Cho anh dành vị trí em xíu nha. Rưu anh rút luôn. Từ từ thôi nè. Đúng quá. Tên hoa sen mái ấm gia đình Việt, số tiền ra rút ra luôn. Trời ơi gì vậy? Ủa gì vậy? Tưởng 75. Trời ơi 15 triệu. Bây giờ mình còn một bảng nữa. Số mấy mà? Số mấy? Số 2 đi. Nghe lời em đi. 1 giờ tăng lên 2 luôn, tiến lên luôn. Nghe lời em, 1, 2 đi. Thua em chịu trách nhiệm cho. Số mấy? Em nói đại đó. Em đổ mồ hôi hột rồi nè. Quỳnh Anh ra lấy cho hên đi. Số mấy chị? Số 2. Còn số cuối cùng, trời ơi. Quà ra đây luôn, bà nội ra đây luôn. Mình đang có 40 triệu đúng không? Bắt tay cái cho hên nè. Nè cái tay này rút nè, bắt tay cái cho hên nè. Đó. Hoa Sen Home, hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home, 30 triệu đồng. Ngon rồi. Nè, chúc mừng. Như vậy là chúng ta có được 70 triệu đồng thưa quý vị. Một số tiền chúng tôi nghĩ rằng cũng khá lớn đó. Chị thấy thế nào? Chị cảm thấy mừng quá. Được một số tiền lớn để chăn nuôi gà để nữa cho cháu ăn học. Để trả nợ nữa. Trả nợ. Bây giờ đừng có khóc nữa. Trả nợ số tiền 40 triệu. Bây giờ là chúng ta đã có tiền này rồi. 70 triệu không phải là con số nhỏ với gia đình trong lúc này đâu. Đó là một trong những cái có thể có là cái phao cứu sinh mà mình đang bơi giữa biển đó. Hy vọng rằng với 70 triệu này sẽ giúp gia đình chị vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Có bao giờ mình thấy gia đình mình có số tiền lớn như vậy chứ con? Chưa đúng không? Có thể con cũng chưa cảm nhận được, nhưng mà với tất cả mọi người cảm nhận được 70 triệu đó là số tiền rất quan trọng với gia đình con trong lúc này. Một lần nữa thì chúc cho chị và gia đình thật nhiều may mắn. Chúc mừng gia đình. Bây giờ mời cả ba gia đình ta bắt đầu bước ra để nhận giá trị giải thưởng của chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Xin mời. Thưa quý vị, cuối cùng thì tôi nghĩ rằng cả ba gia đình cũng đã có được niềm vui. Mỗi người có niềm vui ít hay nhiều thôi, nhưng thực sự niềm vui đó cũng đáng hạnh phúc trong ngày hôm nay. Đầu tiên gia đình về ba, đó là gia đình em Vân nhận được số tiền thưởng là 15 triệu đồng. Mời diễn viên Huy Khánh. Dạ, xin mời. Cảm ơn. Huy Khánh xin chúc cho gia đình của chị luôn luôn có nhiều sức khỏe, niềm vui và may mắn trong công việc của mình. Chị hãy cứ cố gắng vui khỏe làm việc, bởi vì xung quanh mình còn rất là nhiều nhà hảo tâm, rất là nhiều anh em bạn bè, bà con hàng xóm sẽ luôn ủng hộ tinh thần cho gia đình của chị. Chúc cho hai bé cố gắng học thật tốt, nhanh nhẹn để sau này phụ giúp mẹ có thu nhập nhiều hơn. Và
Huy Khánh cũng có một chút xíu quà gửi đến gia đình của mình, vì thật sự cũng rất là buồn chút xíu, bởi vì gia đình mình không có được bước vào vòng đặc biệt. Nếu mà bước vào vòng đặc biệt thì cũng sẽ có cơ hội có thêm nhiều hơn nữa, nhưng mà mình cố gắng, biết đâu sau này mình sẽ thành công hơn ở chỗ khác, ở vấn đề khác thì sao, đúng không? Cảm ơn nha. Cảm ơn Huy Khánh rất nhiều. Và bây giờ gia đình về nhì sẽ nhận được 20 triệu đồng. Mời Trương Quỳnh Anh. Đây, con. Cái này là một cái món quà nhỏ, tấm lòng của cô gửi cho gia đình của con. Đây, thì chúc cho gia đình, là chúc cho chú là sẽ có thật là nhiều sức khỏe, và là chúc cho các con là lúc nào cũng ngoan ngoãn nè, rồi lúc nào cũng học giỏi, nghe lời ông bà nha. Với lại là phải thật là mạnh mẽ để sau này mình lớn lên, mình làm được những công việc có thể thay đổi được cuộc sống gia đình của mình. Cảm ơn Trương Quỳnh Anh. Và giải thưởng cao nhất trong ngày hôm nay với số tiền là 70 triệu đồng xin trao cho gia đình của em Hòa. Chúc chúng ta mọi điều tốt đẹp nhất. Chúc cả ba gia đình chúng ta sẽ luôn luôn gặp mọi điều may mắn trong cuộc sống này. Chị muốn nói gì không? Thì không có gì, thì có cảm ơn chú Quyền Linh thì đã giúp cho gia đình và cháu tôi được một số tiền lớn. Và ngày hôm nay Quyền Linh thấy chị rất là xúc động. Vâng. Đầu tiên là những giọt nước mắt khó khăn, vất vả. Đến cuối chương trình là những giọt nước mắt hạnh phúc. Chúng ta đã thay đổi một chút gì đó trong cuộc sống rồi. Cả ba gia đình ngày hôm nay cố gắng lên, rồi mọi thứ tiêu cực nó sẽ trôi qua, sẽ thay thế vào đó những điều tích cực. Và Quyền Linh tin chắc rằng xã hội, cộng đồng, các cơ quan chức năng cũng sẽ luôn luôn bên cạnh cả gia đình chúng ta. Đặc biệt là trên màn hình hiện nay đang chạy số tài khoản của cả ba gia đình. Quý vị có thể chia sẻ một phần nào đó với ba gia đình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Đặc biệt cảm ơn Huy Khánh, cảm ơn Trương Quỳnh Anh, cảm ơn tất cả quý vị và các bạn có mặt trong ngày hôm nay để cổ vũ động viên cho cả ba gia đình đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Golden Moon thực hiện, với sự đồng hành của hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Khoa Sanom. Đến đây xin phép được tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ rất là quen thuộc 20:20 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh với chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Xin chào. Nguyện con không thể.